Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại dã man rồi phân thành 4 mảnh phi tang. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã bước đầu thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, nạn nhân được xác định là Á Khôi áo dài Hồ Yến Nhi, còn nghi phạm gây ra vụ án là bạn trai của nạn nhân, Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Trước khi bị bắt giữ, khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình, đối tượng đã phi tang các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông Hồng, ngay dưới chân miếu bản làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện trường nơi phát hiện Á Khôi 2 cuộc thi Hoa Khôi áo dài Việt Nam 2022 bị sát hại, phân mảnh phi tang ở sông Hồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, Tổng đài Cảnh sát 113 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nạn nhân bị phân mảnh tại bờ sông Hồng, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y nạn nhân và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân bị đối tượng sát hại và phân mảnh để phi tang là Á Khôi áo dài Việt Nam năm 2022, Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Việc xác định danh tính nạn nhân do gia đình đã lên thử ADN và nhận xác. Theo gia đình nạn nhân, dự định sẽ hỏa táng rồi gửi lên chùa tại quê nhà Bắc Ninh. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, Thái Bình, tại Thái Bình. Theo chia sẻ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, Khanh đã có vợ và 3 người con nhỏ. Khanh bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở quê của gia đình. Căn nhà này để không đã lâu, chỉ có dịp lễ Tết, gia đình đối tượng mới về quê dọn dẹp và hương khói gia tiên. Khi bị vây bắt, Khanh dùng dao cố thủ trong gầm giường. Đối tượng đã dùng dao tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành. Hiện người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, Thái Bình cho biết, nghi phạm Tạ Duy Khanh là người ở địa phương, chưa có tiền án tiền sự. Khanh cùng gia đình lên Hà Nội học tập, sinh sống và làm việc. Sau đó Khanh về quê lấy vợ, rồi đưa cả vợ con lên Hà Nội sinh sống. Mặc dù hung thủ gây ra vụ án mạng rúng động đã bị bắt giữ, tuy nhiên người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra các mảnh cơ thể của nạn nhân. Theo đó, vào chiều 13 tháng 10, vợ chồng anh Trần Mạnh Đạt, 31 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong lúc đánh cá trên sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, phát hiện chân người trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 mét. Sau đó, vợ chồng anh Đạt tiếp tục phát hiện thêm các bộ phận còn lại của nạn nhân. Theo ghi nhận, nơi phát hiện các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông Hồng, ngay dưới chân miếu bản làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Anh Trần Mạnh Đạt cho biết, lúc nhìn thấy phần chân từ xa nổi lập lờ trên mặt sông Hồng, vợ anh còn bảo đây là chân ma nơ canh. Nhưng khi đến gần kiểm tra, vợ chồng anh xác định đây là chân người nên kéo vào bờ, dùng dây cột lại rồi tìm kiếm các phần còn lại. Phần chân nạn nhân được vợ chồng anh Đạt phát hiện đầu tiên, nổi sau chiếc thuyền xi măng, cách bờ khoảng 30 mét. Các phần còn lại phát hiện ở đầu chiếc thuyền, cách bờ 50 mét. Anh Đạt kể, khi tôi và lực lượng chức năng đang tìm kiếm các phần còn lại, thì phần chân nổi lên ngay trước mũi thuyền. Khu vực vợ chồng anh Đạt đưa các mảnh thân của nạn nhân vào bờ là bãi cát, cây cối rậm rạp. Phần khác của nạn nhân được vợ chồng anh Đạt tìm thấy cách phần chân khoảng 80 mét, nằm ở mép sông Hồng. Tại khu vực này có nhiều rác thải, bình gốm sứ, đặc biệt là thường có người ngồi câu cá từ sáng đến chiều. Phần thân nạn nhân được anh Trần Văn Đạt cùng các cơ quan chức năng tìm thấy cuối cùng. Anh Đạt kể, tại bờ kè, anh phát hiện một khu vực có ruồi bâu kín và nhiều dấu vết xi măng mới. Tiến tới để kiểm tra, anh Đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ. Tiếp tục lật chăn, anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới. Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, anh Đạt gọi lực lượng chức năng. Sau khi cậy bỏ lớp xi măng, phần thân của nạn nhân lộ ra, được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh. Tại hiện trường vẫn còn sót lại chiếc chăn cũ và xi măng mới đổ. Theo quan sát, từ mép nước đến nơi giấu phần thân khoảng 2 mét.
Anh Trần Văn Đạt chia sẻ, làm nghề sông nước từ bé nên chứng kiến nhiều người đuối nước, vớt nhiều nạn nhân nhưng chưa thấy vụ việc nào thương tâm như thế này. Anh bộc bạch, vớt nhiều người rồi nên tôi cũng quen, không sợ, chỉ mong làm sao tìm được đầy đủ các phần còn lại để nạn nhân có thể yên nghỉ. Và nhận định nạn nhân bị phi tang xuống sông Hồng cách đây khoảng 3 ngày. May mắn những ngày qua, nước sông Hồng không chảy mạnh nên các bộ phận không bị trôi mất. Tiếc thương Á Khôi 2 cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam năm 2022 bị sát hại khi còn quá trẻ. Ngay sau khi biết được thông tin nạn nhân xấu số trong vụ án mạng gây rúng động dư luận là Á Khôi Áo Dài Yến Nhi, rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của Hồ Yến Nhi để bày tỏ sự xót thương cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Thông tin về vụ án mạng khiến cộng đồng không khỏi xót xa trước sự ra đi đau đớn của cô gái ở tuổi đời còn quá trẻ. Rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của Hồ Yến Nhi để bày tỏ sự xót thương cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Thương cô gái còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. Mong em yên nghỉ, kẻ ác sẽ phải đền tội. Nhìn ảnh mà xót xa quá, em xinh đẹp mà phận mỏng. Thương tiếc thật sự, đúng là hồng nhan bạc phận. Được biết Hồ Yến Nhi sinh năm 2006, hiện là người mẫu tự do. Cô cao 1m62, được đánh giá là thân thiện hòa đồng. Hồ Yến Nhi từng giành ngôi vị Á Khôi 2 cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam năm 2022, tổ chức tháng 1 năm 2023. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô đăng ký là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khi chiến thắng danh hiệu Á Khôi 2, Hồ Yến Nhi chia sẻ, khi mình đạt được ngôi vị cao của một cuộc thi thì mục đích của mình không phải là để đổi đời, mà muốn truyền tải những năng lượng tích cực và những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa đến với mọi người. Sau đăng quang, mình có nhận được các lời mời biểu diễn thời trang, chụp hình nhiều hơn và thực hiện quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng, vì thế mà thu nhập cũng có phần thay đổi. Người đẹp Hồ Yến Nhi gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt ưa nhìn, đường nét hài hòa và nụ cười tươi tắn. Chiến thắng giải thưởng ở một cuộc thi nhan sắc, nhưng Nhi lại sống khá kín tiếng. Cô ít khi xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân. Trong chuyến thiện nguyện hồi tháng 2 năm 2023, Hồ Yến Nhi chia sẻ, tôi mang trong mình một trái tim yêu thương, lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác. Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng những mối lương duyên tuyệt đẹp ở trong cuộc sống này. Tôi tin chỉ cần mình dịu dàng với cả thế giới, thì thế giới sẽ tặng lại cho bạn những điều tốt đẹp. Đôi khi nó không đến ngay, nhưng nhất định nó sẽ đến vì mình tin. Liên quan đến vụ án mạng trên, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi thắc mắc. Hung thủ đã sát hại Hồ Yến Nhi rồi phân mảnh để phi tang sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào? Trả lời vấn đề này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của kẻ gây án là rất tàn nhẫn man dợ. Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm, không chỉ sát hại cô gái mà nghi phạm còn xâm phạm cơ thể nạn nhân, nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Theo trưởng văn phòng luật sư chính pháp, cơ quan điều tra sẽ giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc. Cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng nếu có, để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của kẻ gây án, xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường cho hay, với kết quả xác minh ban đầu, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để điều tra. Ông Cường cho biết thêm, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ mục đích gây án, đặc biệt là làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm để xác định, ngoài hành vi sát hại người, Tạ Duy Khanh còn thực hiện hành vi cướp tài sản và hành vi xâm phạm cơ thể của nạn nhân hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy nghi phạm sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản, thì nghi phạm sẽ bị xử lý thêm về tội cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, nếu kết quả điều tra cho thấy Tạ Duy Khanh không chỉ thực hiện hành vi sát hại mà còn xâm phạm đến cơ thể của nạn nhân sau khi nạn nhân tử vong, thì hành vi này cũng bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp với hành vi sát hại được xác định có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình,
với tội danh xâm phạm cơ thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong, Tạ Duy Khanh sẽ đối mặt với mức án cao nhất 7 năm tù. Tuy nhiên, tội sát hại người có hình phạt cao nhất là tử hình. Bởi vậy, trong trường hợp Tạ Duy Khanh bị xử lý về hai tội danh, thì tòa án sẽ kết tội và tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc. Nếu hình phạt cao nhất là tử hình, thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Hình phạt cao nhất là tù chung thân, thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Thông thường, với các trường hợp phạm nhiều tội, thì sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Những kẻ thực hiện hành vi sát hại, cướp tài sản hoặc đoạt mạng người rồi xâm phạm cơ thể của nạn nhân thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Việc quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật. Khi xét xử vụ án hình sự, tòa án sẽ đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để đưa ra mức hình phạt phù hợp. Thưa quý vị, có thể nói đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng là rất tàn nhẫn, manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Nhất là khi trong vụ án này, nạn nhân còn rất trẻ, xinh đẹp, tương lai đang rộng mở phía trước. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ án. Những thông tin liên quan mới nhất đến vụ Á Khôi bị sát hại, phân 4 mảnh ở sông Hồng để phi tang sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.